hello chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Và hiện tại Hùng đang có mặt tại sân cầu lông Học viện Tài chính. Hôm nay Hùng sẽ khai ra mắt cây vợt mới của Hùng. Lý do là hôm nọ vừa mới đấu kiếm và gây mất cây Atchop 88S 3U rồi. Thế nên là hôm nay vừa mới quyết định sắm một cây vợt mới. Và cây vợt mới của Hùng thì nó cùi hơn cây vợt cũ anh em ạ. Bình thường thì mọi người... Đây rồi. Anh em nhận ra đây là cây vợt gì không ạ? Hello tất cả mọi người, chúng ta chào nhau một tí nhá. Hôm nay thì Hùng sẽ làm video test vợt mới Hùng xem là cây này đánh có sướng hơn cây 88S hay không. Nó vừa ra sân một cái đánh peng cái gãy bố luôn cây 88S, bao mất luôn hơn 2 triệu. Và bây giờ thì lại phải sắm vợt mới. Theo Hùng đánh giá cơ bản là cây này chắc là có vẻ dễ đánh hơn cây 88S. Đây vợt vẫn còn nguyên tem nguyên mác đây. Cái này Hùng mua giá 2.290.000 bao gồm cước. Hùng phát hiện ra gần đây thì Yonex họ ra những cái dòng vợt như kiểu Atchop thì nó dễ hơn so với Z-Fox ngày xưa. Dễ hơn các dòng như kiểu Z-Fox ngày xưa thì bây giờ thì mọi người chơi cầu lông mà muốn thử Yonex thì hoàn toàn có thể thử sức với những cây vợt ví dụ như Atchop 77, Atchop 88 hoặc Atchop 88S 4U là được, 3U không đánh được thì đánh 4U. Hello mọi người nhá. Dễ đánh hơn 88S, ok Hương Tiger. 88S thì Hùng đánh cảm giác nó rất thuận tay rồi nhưng mà khổ quá, nhà nghèo quá. Nhà nghèo quá, không có đủ tiền, tất cả gia sản chỉ đầu tư được duy nhất cây vợt này. Thì hôm nay Hùng sẽ bóc tem cây vợt này và chủ đề chính là Hùng sẽ giải thích mọi người tại sao. Ok, Hùng sẽ bóc giấy bóng trước này. Bóc giấy bóng trước, không phải xót xa gì hết. Tem Yonex cái gì đây? Hello mọi người, mua dùm cây được không bạn? Ok anh ơi, được nhá. Inbox. Thì tí Hùng sẽ cho mọi người cảm nhận với cây vợt này. Đầu tiên bóc giấy bóng này. Đặt gọn một chân tí nữa. Ok, và nếu mà mọi người chưa biết cái cốt của vợt nó là cái gì thì đây chính là cái cốt của vợt, cái đen đen này này. Tức là cái cuốn cán nó có sẵn trên cây vợt thì người ta gọi là cái cốt của vợt. Cốt tức là cái cuốn cán gốc của cây vợt. Đó. Vì sao mình phải bóc cái cốt này? Thì rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta để nguyên cái cốt này thì cuốn vợt nó sẽ rất to. Khi mà chúng ta cuốn thêm một lớp cuốn nữa thì cầm vào cây vợt cán nó sẽ rất to và khi đánh cầu rất là khó xoay chuyển vợt. Đặc biệt là với những pha cầu đập cầu dọc biên hoặc những pha cầu ngoài tầm với thì rất khó có thể vắt cầu vào trong sân. Cũng có một số người thích cầm to thì họ không bóc cốt. Thì cái lợi thế của cái việc không bóc cốt và cầm cán to đó là cảm giác rằng chúng ta sẽ đập cầu chắc tay hơn. Tuy nhiên nó lại mang một cái nhược điểm rất là lớn, đó là cầm to thì khó xoay chuyển và đặc biệt là cầm to khó xoay chuyển này, với cả cầm to thì đập cầu rất là khó cắm. Thì vẫn như mọi khi, cứ mỗi lần có một cây vợt mới thì Hùng đều phải bỏ lớp cốt này đi. Ok, bước đầu tiên đó là bỏ lớp cốt này đi để cho cán nó đỡ to. Cây vợt này có thông số là 4U G5. 4U, U là đại diện cho khối lượng của cây vợt, còn G là đại diện cho độ to của cán. U càng lớn thì khối lượng cây vợt càng nhỏ. Thông thường thì các vận động viên ở trình độ trung bình sẽ chơi vợt 4U. Còn nếu vận động viên nào tay khỏe thì... Ôi sao cái... Mẹ... Sao cái này đều thế? Mẹ thôi chết rồi, lại phải ngồi cạo cả ngày rồi. Dòng ác trong là dính thế mà anh. Hôm em mẹ họ sức mặt chó này. Tôi chết rồi anh em ơi. Mẹ nó dính nó bóc được rồi. Cái này nếu dính ra thì cái xốp này của dòng át chốc nha, lần trước Hùng bóc cây 88S cũng thế. Nó rất là dính vào vợt, bóc nó toàn Hùng phải bóc từ từ, khéo léo bóc. Anh em mà bóc kiểu lột cái là nó dính hết vào vợt không bóc được đâu. Nên làm gì mình cũng phải bình tĩnh, phải từ từ. Nó phải tinh tế thì nó mới sướng. Anh ơi, cái này phải lấy xì dầu. Sân đâu bọn này cười gì? Anh thích suy nghĩ của bọn mày đấy. Hello Đỗ Hiếu nhỉ? Đấy thì đây, đang bóc cái cốt này đi. Đấy thì anh em nào mà mua phải, nếu mà thấy cái cốt nó khó bóc thì đừng có bảo vợt của nó là vợt đểu nhá. Cái dòng át chốc này nó thế đấy. Đấy thì ông sẽ bóc cốt này đi.
Bởi vì cái cốt này nó rất là dày, cái lớp này nó rất là dày và khi chúng ta cuốn cán khác lên thì nó sẽ... À, một ưu điểm nữa của việc chúng ta cuốn thêm một đôi tí nữa chúng chỉ bóc cốt, nhưng là phải đầu tiên chúng ta bóc lớp cốt này đi, nhưng mà chúng ta lại phải cuốn thêm một lớp cốt mới. Hello 89 người đang theo dõi video của Hùng. Hiện tại Hùng đang thực hiện bóc cốt cho cây vợt Artichoke 88S 4UG5 mới của Hùng. Đây Hùng sắp bóc được rồi. Đấy, cứ từ từ thì nó đỡ vất vả, không như lần trước bóc cây 88S ngồi cạo mất nửa tiếng. Zonex Artichoke 8877 nha anh ơi. Artichoke 77 màu xanh chuối. Đây là một cây vợt đánh giá là công thủ khá là đều nhau. Và đánh cầu thì rất là ổn định và đi rất là chính xác. Tuy nhiên nếu anh em nào trình độ chưa được cao, ví dụ như Hùng, thì mọi người có thể chọn cây 4U để chơi. Nếu chơi lên 3U thì nó khá nặng. U là đại diện cho khối lượng vợt mà. 3U thì nó rơi vào khoảng 82 cộng trừ 2 gram, còn 4U thì nó rơi vào 3U nó rơi vào khoảng 86 cộng trừ 2 gram, còn 4U thì nó rơi vào khoảng 82 cộng trừ 2 gram, có nghĩa nó chênh nhau khoảng 4 gram. Nhưng mà sự chênh nhau 4 gram nó đã tạo sự khác biệt rất lớn giữa cây vợt 3U và 4U. Anh em nào cổ tay phải thực sự khỏe thì mới nên chơi 3U, nếu không thì sẽ không chơi được đâu. Chơi không có chơi 88S 3U thì cũng thuần được nó rồi, nhưng thôi bây giờ mình chuyển qua lối đánh phản tạt nhanh. Rồi mình quyết định sẽ mua một cây vợt 4U, chứ mình không lựa chọn một cây vợt 3U nữa. Em nghĩ là 3UG5 Thảo có như đây không nhỉ? Cùng nghĩ là 3UG5 và 4UG5 thì giá nó cũng bằng nhau thôi mọi người ạ. Bằng nhau thôi. Nếu anh em nào cần hỏi thì ông hỏi giúp cho nhá. Hình như đợt này cây này nó đang xuống giá, ngày xưa hình như là 2.6 triệu, bây giờ ông mua có 2.290.000 mà còn được tặng cả cước nữa. Đấy thì ông đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành, nhưng nó hơi lem nhem em một tí này. Cơ bản hoàn thành bóc cốt thì ông giải thích rồi nhá. Bóc cốt để cho chúng ta cầm cái cuốn cán nó bé hơn thì vợt nó sẽ xoay chuyển dễ dàng hơn. Xoay chuyển dễ dàng hơn và mình đập cầu cắm hơn, cũng như là phòng thủ cầu hay là ve cầu nó ảo diệu hơn. Đập cầu nó cắm hơn và hiểm hóc hơn, kiểu như thế. Còn cầm to thì ông nào thích cầm to thì kiểu gì cũng rất là hay đánh cầu ra ngoài. Mọi người cứ để ý xem, đập thì có vẻ rất là mạnh nhưng mà nó không cắm, với cả hay đập cầu ra ngoài. Mấy ông cầm to ấy, với cả đập cầu thì mấy quả khó mấy ông đấy không thủ được đâu. Ok, và mọi người nghĩ rằng là Hùng sẽ ấy đúng không? Mọi người nghĩ rằng Hùng sẽ cuốn luôn cuốn cá lên đúng không? Nhưng mà không phải như anh em nghĩ đâu. Những thứ mà giống như chúng ta nghĩ như thường nó không phải là sự thực. Đấy thì bây giờ này. Hùng bóc cốt rồi, bây giờ Hùng lại cuốn cốt. Thế nó mới hay. Ok, trên tay Hùng đang là một cuộn băng dính trị giá khoảng 50.000. Chuẩn thương hiệu băng dính keo điện PVC công nghệ nano, sản xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Ok, đây là một cuộn băng dính đen, nó trị giá rất là cao. Ngày mai thì có lẽ Hùng sẽ nhập băng dính về, yên tâm là giá tốt nhất thị trường. Ra tàu hóa mua 5.000 bán 50.000. Make up sản phẩm được bảo hành 1 năm. Ok, về cảm nhận của cây vợt thì tí Hùng sẽ... Tôi chết rồi, quên mang ấy rồi. Quên mang kéo rồi, thằng nào có kéo không anh mượn? Ok, cho anh mượn. Mọi người có biết tại sao Hùng bóc cốt đi Hùng lại cuốn một lớp băng dính không? Thì Hùng giải thích sau đây. Nếu mà chúng ta để nguyên cái cuốn cán nó có các góc cạnh như này, một là chúng ta cuốn cán vào đánh thì rất là đau tay, cầm rất là đau tay, cái cầm rất là đau tay, và cái thứ hai nữa là chúng ta cầm khi chúng ta cuốn cán rồi mà chúng ta cuốn trực tiếp vào lớp gỗ này thì nó cuốn cán nó sẽ mất đi độ bám và rất là đau tay, nó dễ trượt hơn. Okay, đấy thì bây giờ Hùng sẽ cuốn thêm lớp này, cũng gọi là lớp cốt. Hùng sẽ cuốn lên một lớp cốt bằng băng dính. Nhưng tại sao Hùng lại cuốn băng dính?
Bởi vì là cái lớp cốt gốc của cái cuốn Yonex, của cái vợt Yonex này thì nó rất là dày. Nó rất là dày. Chúng ta phải cuốn thêm một lớp băng dính này. Một là để cho nó làm giảm cái sự, những cái gọi là cái G vuông của cán vợt đây, nó sẽ giảm cái độ vát, nó sẽ giảm cái độ vát. Mọi người hiểu ý Hùng nhờ, cũng khó giải thích. Khi chúng ta cuốn như này lên ấy thì như cái độ vát ở những cái cạnh sắc nhọn này nó sẽ giảm xuống này. Cùng với đó là cái việc mà chúng ta cuốn băng dính này lên ấy, chúng ta sẽ bảo vệ được cái cán vợt nó bền hơn. Mọi người biết tại sao? Bình thường chúng ta ra rất nhiều mồ hôi, nếu mà chúng ta không cuốn cốt ấy thì cái mồ hôi của chúng ta nó sẽ ngấm vào cái cán vợt này, và sau nhiều thời gian sử dụng khoảng 1 năm chẳng hạn thì cái cán vợt này nó sẽ bị ngấm mồ hôi, bị ngấm nước và nó sẽ bị mục. Thế nên là nó dẫn đến cái hiện tượng mà rất nhiều tay vợt ấy khi mà đập cầu thì bị gãy cán vợt. Nguyên nhân chính là do cái lớp cán gỗ này nó bị mồ hôi, bị nước nó làm cho ẩm, nó làm cho mục, dẫn đến cái cán vợt nó bị rất dễ bị gãy. Thì mình sẽ cuốn cái lớp băng dính này lên thì có hai chức năng như thế, đó là chống mồ hôi và cái chức năng thứ hai đó là khiến cho những cái cạnh vuông của cán vợt này nó được vát đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ cuốn trên. Ok, Hùng thì Hùng rất thích cuốn cho cái này mấy vòng cho nó to lên, để lúc mình không may tuột tay thì nó có cái gờ to to trên này nó giữ lại. Đó, đấy là kinh nghiệm. Rồi tiếp theo mình sẽ cuốn. Hùng sẽ cuốn theo kiểu đó là Hùng sẽ không chồng băng dính lên nhau, mà Hùng cuốn băng dính xin xít nhau, sát nhau này mọi người. Hùng sẽ cuốn sát nhau chứ Hùng không cuốn chồng lên nhau. Đây mọi người có thể nhìn thấy nhá, Hùng sẽ thật khéo léo cuốn nó sát nhau như này. Đấy mọi người cứ cuốn sát nhé, không cuốn chồng lên nhau, cuốn sát nhau. Nếu mà cuốn chồng lên nhau nó lại dày như cuốn cốt cũ thì thà mình giữ lại cuốn cốt cũ còn hơn. Đấy, Hùng sẽ lần lượt Hùng cứ cuốn từ từ thôi. Thế cuốn cốt thì cần những gì? Cuốn cốt thì chỉ cần một cái cuộn băng dính này thôi. Nếu mà anh em nào chuyên nghiệp hơn thì anh em có thể mua cái cuốn cốt chuyên dụng của cái thương hiệu Tan ấy, cái cuốn xốp ấy. Nhưng mà với Hùng thì Hùng cũng chỉ cần đến cuộn băng dính này là được rồi. Em cảm ơn anh Tâm Nguyễn. Thực ra nó không hay đâu. Chắc là nếu mà một số người không biết thì một lát nữa Hùng sẽ nói về thông số của cây vợt, và Hùng sẽ nói về cảm nhận của Hùng về cây vợt này nhá. Hùng sẽ nói cho mọi người về cảm nhận của cây vợt này. Chúng ta cứ phải làm từ từ và tinh tế. Đây, mọi người có thể nhìn thấy Hùng cuốn rất là xít nhau này, không chồng lên nhau nhé mọi người. Cuốn như này để cuốn cán nó giữ cho cuốn cán nó không bị mục anh em ạ. Bởi vì mồ hôi chúng ta ra rất là nhiều và nó ngấm vào cán vợt thì cái tình trạng mà cái vợt đánh và nó bị gãy cán thì nó thường gặp rất là thường xuyên thôi, đặc biệt là ở những ông nào mà hay ra nhiều mồ hôi tay ấy. Ok, và khi Hùng cuốn đến cái đoạn này thì cái điểm này ấy thì nó rất là sâu. Thì Hùng sẽ cuốn thêm mấy vòng ở quanh khu cổ vợt, quanh khu này để cho nó lấp đầy cái gỗ khoảng hõm sâu này. Đấy, Hùng đang cuốn mấy vòng để cho lấp đầy ở chỗ này, để sau chúng ta cuốn cán vợt thì nó sẽ không bị hụt xuống. Hôm nay toàn chơi dây xịn thôi. Mình chơi căng dây 120 được rồi. Ok, Hùng đã cuốn nó đầy lên rồi. Bây giờ mình cắt ra.
kéo thôi nhỉ, khuyên nó kéo thôi. Đây. Quần băng dính trị giá rất đắt tiền nha anh em. Anh em muốn sở hữu quần băng dính này liên hệ Hùng, Hùng chỉ địa chỉ mua cho. Quần băng dính này là mua ở các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc. Ở đâu cũng bán, giá là 5.000 đồng trên một quận thôi. Hùng vừa mua 5.000 không biết có bị hớ không. Rồi sau khi Hùng cuốn lớp cốt này xong thì Hùng sẽ cuốn vượt lên thôi. Có gì đâu. À, Hùng sẽ lưu ý mọi người một chút về cái cách chúng ta cuốn vợt nha. Ok, xin giới thiệu đến mọi người, đây là trên tay Hùng, đây là hai chiếc cuốn cám chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt do Hùng độc quyền phân phối. Đây là một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời, nó rất là thích hợp với anh em nào hay bị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Nếu mà anh em chơi cuốn Yonex Fake hay là Zoto hay là VS mà không hợp mà vẫn bị trơn tuột vợt thì mọi người hãy trải nghiệm cái sản phẩm cuốn cán này, bởi vì là từ khi Hùng tìm được cái sản phẩm cuốn cán này thì Hùng không phải dùng cuốn Yonex xịn nữa. Ngày xưa thì Hùng đánh cầu tay ra rất nhiều mồ hôi và bây giờ cũng thế thôi. Hùng chỉ dùng được cuốn Yonex xịn thôi, nhưng mà cuốn Yonex xịn rất là đắt, toàn 30-35 nghìn một chiếc ấy. Xong rồi dùng cũng chỉ được 4-5 hôm là nó bong hết, tại vì tay mình ra nhiều mồ hôi ma sát nó lớn mà. Thì từ khi mà Hùng kiếm được loại cuốn cán này thì Hùng tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Một cái này chỉ 10 nghìn thôi, nếu mà mua cả hộp thì tính ra chỉ có 8 nghìn một chiếc thôi. Thì cái này nó thấm hút mồ hôi rất là tốt, trên cái chất liệu của nó giống như kiểu có bột chống trơn ấy. Nó khiến cho tay chúng ta cầm dít hơn và nó thấm mồ hôi rất là tốt mọi người. Đấy thì nếu anh em nào mồ hôi tay thì thử thôi. Nói thật luôn, bây giờ Hùng ra sân mà Hùng không dùng cái loại cuốn cán này thì Hùng cũng không đánh được. Và đặc biệt là những người ra mồ hôi tay, Hùng phát hiện ra là anh em cực kỳ kỵ cuốn VS luôn. Cầm VS rất dễ bị bay vợt, như Hùng thôi. Chỉ cần ra một tí mồ hôi là cầm cuốn VS là đảm bảo 100% vợt bay. Không bay vào đầu đồng đội thì cũng bay vào đầu đối phương. Bây giờ Hùng sẽ hướng dẫn anh em cách cuốn nha. Thì nói chung là cuốn thì mỗi người có một cách khác nhau, nhưng mà cái lưu ý ở việc cuốn cán ấy, ở trong Hà Đông có shop nào mình ship toàn quốc mà bạn ơi, phí ship không đáng bao tiền đâu, phí ship 20-30 nghìn thôi. Khoan, tay Hồng đẹp đấy. Ship tối thiểu 12 chiếc nha anh em. Đấy thì Hùng sẽ cuốn cho anh em xem cái lưu ý của việc cuốn này. Đầu tiên chúng ta cuốn một vòng chắc ở trên này nha. Cuốn một vòng chắc và cuốn đè một chút cuốn cán lên phần trên này thì nó sẽ giữ chắc hơn này. Mọi người có thấy Hùng cuốn đè lên một chút không? Đây này. Cái đây Hùng học lén được ở Minh Phương Sport ngày xưa. Sang đấy căng vợt đây, họ sẽ cuốn đè lên một chút này để giữ nó chắc hơn này. Tiếp theo Hùng sẽ cuốn. Mọi người cuốn nhá. Hùng phát hiện ra rất là nhiều người cuốn vợt đấy có thói quen là kéo giãn cái cuốn vợt này ra này. Thì cái việc đấy nó xấu hay nó tốt ạ? Cái việc đấy nó cực kỳ xấu luôn. Ngày xưa Hùng không biết thì Hùng cũng cuốn như thế. Cái việc mà chúng ta kéo giãn cái cuốn vợt ra ấy, một là sẽ khiến cho cái cuốn vợt nó mất đi độ bám. Kéo căng ra ấy là khiến cho cuốn cán mất đi độ bám. Cái thứ hai nó sẽ khiến cho cuốn vợt nó bớt êm đi. Thế nên mọi người đừng có kéo quá. Mọi người cuốn chặt tay vừa đủ thôi, đừng kéo căng quá. Đây là kinh nghiệm đấy mọi người. Mọi người đừng kéo căng quá. Chỉ cần kéo vừa phải thôi. Đấy, xong cứ cuốn đều tay thôi. Rồi đến đoạn cuối thì Hùng sẽ giải thích cho mọi người một chút về kinh nghiệm cuốn vợt nha. Đấy, Hùng cuốn rất là lỏng tay thôi, Hùng không cuốn chặt. Thì chúng ta cầm cuốn nó sẽ êm hơn và cầm cuốn nó sẽ bám hơn. Việc chúng ta cuốn vợt mà chúng ta không có lớp cốt bên trong nhá cũng sẽ khiến cho vợt trơn hơn và cầm đau tay hơn, anh em lưu ý. Nói đúng rồi. Anh Hùng đập
Không phải Hùng này đâu nhá anh em nhá, nghe hiểu nhầm chết. Mẹ chúng mày cứ hùng. Đây, bây giờ đến cái đoạn này nhá. Như thông thường thì anh em chỉ cuốn đến đoạn này thôi đúng không? Nhưng mà Hùng có thói quen đúng không? Hùng cuốn sâu xuống dưới. Hello anh em, Hùng cuốn đến tận cuối này mọi người biết tại sao không ạ? Nếu mà mọi người để ý xong một số kỹ thuật cầu lông ấy, hoặc là một số vận động viên ấy, khi mà họ hướng dẫn bắt lưới ấy, thì thường thì tay họ sẽ tì lên cái điểm phía trên này. Chúng ta tì lên điểm phía trên này để đánh những quả bắt lưới ấy. Bắt lưới ấy. Các vận động viên họ hướng dẫn như thế và đa phần đều đánh như thế. Đây chúng ta tì lên điểm trên này này. Nếu mà chúng ta không cuốn lên đây thì chúng ta sẽ không có điểm tì, chúng ta sẽ bị trượt tay. Trong đánh đôi mà chúng ta bấm lưới, chúng ta bắt lưới mà chúng ta tì vào cái điểm này thì cầu sẽ cắm và khó bị ra ngoài. Còn nếu anh em nào mà cứ cầm như này mà dí thì rất dễ bị ra ngoài. Đó. Và khi kê cầu ấy, khi đánh tạt cầu ngang ấy thì chúng ta cũng nên có xu hướng là cầm dịch vợt lên trên. Thì cái mức độ kiểm soát của chúng ta với cây vợt nó sẽ tốt hơn và chuẩn xác hơn. Tại vì sao? Khi mà chúng ta cầm vợt xa như này, biên độ lực văng sẽ rất lớn và việc chúng ta kiểm soát vợt sẽ rất khó. Thế là khi bắt lưới hoặc tạt ngang lưới này, hoặc là đánh bỏ nhỏ kê lưới này, thì chúng ta cầm dịch lên trên, chúng ta bắt lưới cũng cầm dịch lên trên để cho cái khả năng kiểm soát cây vợt nó được chuẩn và tốt hơn. Đó. Thì mọi người nên cuốn cán vợt lên hẳn trên nhá. Thì sẽ có điểm tì và đánh nó sẽ xoay chuyển một cách dễ dàng. Tùy từng tình huống mình sẽ sử dụng vợt ngắn hay vợt dài. Ví dụ đập cầu thì chúng ta nên cầm cán dài, bởi vì sao? Bởi vì cái cánh tay đòn nó lớn thì cái lực văng của nó tạo lên nó sẽ lớn hơn, có nghĩa lực đập của chúng ta sẽ lớn hơn nếu mà chúng ta cầm về cuối. Còn nếu chúng ta cầm dịch lên trên này chúng ta đập thì lực văng của nó sẽ kém đi. Cái công thức của moment ấy là cái chả thế ạ, chém đồ éo gì. Cái moment thì bằng F nhân R hay gì là mình quên mất rồi. Nói chung là nó trong cái công thức đấy ấy, nó sẽ có một cái người ta gọi là bán kính, cái người ta gọi là cánh tay đòn ấy. Thì cái cánh tay đòn chính là cái bán kính văng của vòng tròn ấy. Khó giải thích nhờ, tại vì bây giờ mình cũng không nhớ rõ lắm. Ngày xưa vật học vật lý là giải thích được luôn ấy, nhưng bây giờ loại là quên rồi. Thì có nghĩa là anh em mình cầm xa thì cái lực văng nó tạo ra nó sẽ lớn hơn và đập cầu mạnh hơn. Cầm như này thì mình sẽ kiểm soát cầu tốt hơn và đánh cầu chuẩn hơn, đánh cầu cảm giác tốt hơn. Nói tóm lại là như thế. Vỗ tay nào. Đúng rồi. Đấy là tất cả những chia sẻ gì của Hùng. Đấy, F bằng M nhân D, cảm ơn Khắc Hiếu. Đéo biết có đúng không. Nhưng mà đại đấy, bây giờ cuốn nốt cái băng dính vào là xong. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Nhưng mà chắc đéo ép mời nhân đây đâu. Nó có công thức gì đó. Quên rồi. Học cấp 3 6-7 năm rồi. Thế bây giờ anh em muốn xem đánh cầu không? Bây giờ tí nữa Hùng sẽ live stream. Hùng đập một phát này, găm quả cầu vào lưới luôn. Đập cẩn thận nha, sập chết đấy. Ok, vậy là kiếm đã có. Và chuôi kiếm cũng đã được cuốn bằng cuốn cán chống trơn độc quyền, rất là xịn. Cầm rất là sướng, êm và rất là bám. Thì đây, với cây vợt như này thì rất tự tin đánh cầu một cách thoải mái. Chỉ cần thiếu một chiếc cuốn cán này và dùng bằng cuốn cán khác thì thôi, tốt nhất là không lên đánh, kiểu gì Hùng đánh cũng thua. Atchok 77 và bóc tốt. Anh cũng đang đánh Atchok 77 và bóc tốt. Ok anh, chú ý này thôi ạ. Bọn này đánh nhanh lên đi, đánh lưới nào. Kiếm mới rất là đẹp anh em ạ. Đây là cái màu này khiến cho mình liên tưởng đến những vì sao. Khiến chúng ta liên tưởng đến những vì sao. Cái Atchok này có nghĩa là gì nhỉ? Vì sao đúng không? Atchok hình như có nghĩa là ngôi sao cái gì đó. Atchok nó giống như kiểu vũ trụ hay vì sao thế. Kiểu cuốn này nếu mà mua một hộp thì chia ra có 8.000 một chiếc thôi ạ. Còn mua lẻ thì 10.000 một chiếc nhá.
rẻ hơn Yonex rất là nhiều, rẻ hơn 1/3 của Yonex luôn. Yonex 35.000 một chiếc, cái này có 10.000 một chiếc thôi. Anh em nào mà ra nhiều mồ hôi tay, 99% anh em ra mồ hôi tay mua cuốn vượt này của Hùng là thích luôn. Bây giờ là thực ra là tiện video giới thiệu cho anh em nào chưa biết thôi, chứ còn anh em nào biết rồi nó cứ mua của Hùng đều đều mà. Nhập hàng cũng đang bán mấy đâu, nhưng mà nhập mấy nghìn cái về vẫn hết bình thường. Đấy thì xin giới thiệu đến anh em nào chưa biết nhá. Biết tại sao đánh kèo hay thua không? Bởi vì là cuốn cá nó quá trơn, đập cầu nó toàn đi ra ngoài thôi. Mấy quả quyết định mồ hôi tay đang trơn ấy. Ôi được rồi, Chiến ơi, Chiến ơi. Không nhưng mà đéo ly được rồi, máy bị ấy rồi. Anh thấy nam nữ chắc. Để đây xem có quay được không nha anh em. Quay cam trước nhá, cam sau không quay được. Ok anh em, đây rồi. Anh em nhìn thấy không? Thank you.
Hello anh em, mới đánh cây này cảm giác hơi khó. Nhưng mà đối thủ yếu quá, không đủ sức để test vượt của Hùng. Thì nữa phải kiếm trận nào hay hơn. Nhưng mà hình như căng, hơi căng hay sao ấy. Cảm giác hơi căng, vừa mới căng lưới xong đánh nó hơi bì. Hơi khó phát lực. Cây này thì mình đánh giá là độ cứng thì nó không cứng bằng Atchop 88 được, dẻo hơn Atchop 88. Cây này Hùng đánh 4 u nên là cái đầu của nó không thể đầm bằng cây Atchop 88 được, nên là khi đập thì nó không cắm bằng. Nhưng mà cây này tạt cầu ngang thì rất là sướng, tạt cầu ngang khá là nhanh và ổn định. Có lẽ là nhanh bởi vì là cây vợt này nó nhẹ, với cả nó cũng không thiên hẳn về công, nó cứ đều đều ấy. Cây này đánh công thủ đều tay anh em ạ, công được thủ cũng ok. Đấy là cảm nhận sơ bộ ban đầu là như vậy. Đấy. Đây này, lâu rồi không chơi cầu lông, mồ hôi chảy nhễ nhại luôn, sướng lắm. Hôm nay được hồi sinh. Nhưng mà nói chung đúng là cảm nhận cây vợt nó đang hơi căng, đâm ra là đánh nó chưa được thực sự được thoát tay cho lắm. Vừa xếp ra mồ hôi sướng thật, đúng là anh em mình phải chơi thể thao. Cây này mình căng gần 12 cân đấy bạn ơi. Căng 4 nút gần 12 cân đấy. Chờ mấy đánh khoảng 2-3 hôm thì nó sẽ vừa tay. Trước thì ông đánh lên 12 cân nhưng mà cảm giác vẫn hơi căng nên là hạ xuống một chút. Mồ hôi ra rất là nhiều. Nhưng mà cuốn này nó thấm mồ hôi rất là tốt và nó rất là dít tay. Căng quá phải hơn 11 kg, chắc chắn là hơn rồi, hơn 11,5 kg luôn nha. Anh em muốn xem cái đội gà mờ đánh cầu không? Không cắt live stream nha. Hay là tí làm xét khác để test cái vật này xem là đánh đôi mấy thanh niên kia có chịu được không? Thôi goodbye anh em nhé, chẳng có ai tương tác nữa. Xin chào, hẹn gặp lại với các cảm nhận Hùng với cây Atchop 88. Atchop 77, nếu mà mấy hôm nữa thì Hùng sẽ đánh, khi mà nó quen hơn thì Hùng sẽ cho mọi người cảm nhận chính xác với cây vợt này. Nhưng mà cơ bản là cây vợt này công thủ đều rất là ok, cùng với đó là vợt rất là ổn định, đánh tạt ngang rất là chắc tay và đánh rất là chuẩn cầu. Với những cây vợt tầm cao của Zonex thì thường như thế. Thôi bye bye nhá, hẹn gặp mọi người tại các live stream sau của Hùng. Hẹn gặp lại live stream sau nhá. Goodbye tất cả mọi người. Lâu lắm rồi mới live stream mặt mình, vẫn đẹp trai như ngày xưa.